Chào các bạn làm cây cảnh, đặc biệt là những bạn chơi dưới. Thời gian bây giờ là 17 giờ 45 phút thứ năm ngày mùng 3 tháng 8 năm 2023. Cách đây 7 ngày mình có đăng một video kỹ thuật cắt V uốn đoạn thân thẳng đơ của cây cảnh. Có bạn chia sẻ bình luận như sau: cho xem thành công nào. Thì mình vừa làm xong sao thành công ngay được các bạn. Bình luận thứ hai: ông làm mãi rồi chưa thành công đâu. Vậy là sau 7 ngày mình làm video này nhé. Video tên là đây, video đây: kỹ thuật cắt V uốn đoạn thân thẳng đơ của cây cảnh. Còn vì sao hôm nay mình lại muốn quay lại với các bạn? Bởi vì hôm nay mình đã chuyển những cái cây cảnh từ dơm ủ tập thể chuyển sang dơm chậu riêng. Để 2 tháng sau nó mọc thì mình bắt đầu mình lại làm. Nếu các bạn rảnh hoặc là làm được thì các bạn dơm vào chậu riêng ngay từ đầu. Dơm ủ vào chậu ngay sau khi chúng ta khai thác về. Thì nửa năm sau như bây giờ là cây đã khỏe thì chúng ta làm được rồi. Nhưng mình bận rộn không có làm chuyên cây. Cho nên mình phải dâm ủ. Mình đã ủ tập thể một đống. Sau khi nó nhú mình ủ tiếp 4-5 cây nữa, chặt một cái chậu. Thì sáng nay mình bắt đầu mới quyết định cho ra chậu riêng. Vì trong quá trình làm thì mình đến đây, mình nhìn thấy những cây mình làm cách đây mấy ngày đều nhú lộc. Đều nhú lộc. Và cụ thể nhất đó là cái cây duối mình cắt V, mình vừa làm video, quay video đấy. Nó đều nhú lộc rồi các bạn ạ. Đây. Và sau này trên cái đỉnh phần này mình sẽ chỉ có cắt giật. Còn phần này mình nuôi. Đây, hôm mình cắt V đây. Và lộc đây. Vậy là chỉ cần nó nhú lộc, tức là đã thành công. Coi như là đoạn cành này đã sống. Thấy nhá các bạn nhá. Sau 7 ngày mình làm, cây vẫn phát triển bình thường. Cành trên nhú lộc thì cành dưới nhú lộc. Còn tất cả các cành hôm mình làm, cây mình làm hôm mình chuyển về đây đều nhú lộc hết. Vậy là mùa tháng 6 bây giờ, tháng 8 dương lịch như là tháng 6 âm lịch là thời gian cuối mùa hè. Cho nên cây vẫn phát triển rất khỏe. Cho nên mình làm thì sau một thời gian ngắn là nhú ngay. Để chúng ta quan sát lại kỹ cây đã nhú lộc nha. Vậy là vết cắt này thành công. Còn bây giờ chúng ta làm sao vết cắt nhanh như điện? Thì chúng ta chỉ có một kỹ thuật duy nhất, đó là trên này chúng ta cắt triệt, dưới này chúng ta nuôi sổng. Còn muốn nó liền nhanh hơn, mạnh hơn thì bỏ cái chậu này ra, bởi chậu này là chậu bê, chậu lốp xe máy nhá. Mà trước mình đã làm bằng mình làm lứa đầu tiên mình chát cả trên thành, dẫn hiện tượng nó là một cái bê, chậu bê tông rất là dày. Và cái lốp xe máy này thì mình với phân vết đất rất là ít. Vậy bây giờ chúng ta muốn nó khỏe thì chúng ta chuyển ra ngoài đất hoặc trồng chậu thật sâu, thật rộng để chất dinh dưỡng nó nuôi nhiều, để cây này nó to, nó lớn thì vết thương liền nó nhanh, nó bao bọc rồi thôi. Còn liền nhanh hay không hay chậm là do mình thôi. Chúng ta nuôi, chấp nhận thả sổng thì liền nhanh. Còn chúng ta nuôi chậu cạn thì liền chậm. Thế thôi các bạn ạ, coi như vết cắt này, vết cắt sau một tuần đã thành công. Nhá, thế vậy mình nói sau là sẽ cập nhật vết cắt V. Thế nào nhỉ, là tên nào cho hấp ra cho nó gọi là phù hợp. Cắt V. Thôi mình gọi cắt V sau một tuần đã thành công nhé các bạn nhá. Đấy nhá, cho nó ngắn gọn thôi thì chẳng biết nói nào dài quá. Đây, vết cắt đây nhá. Như bây giờ mình chưa bỏ ra được. Cảm ơn các bạn xem video nhá. Mình đăng ngay để cập nhật cùng các bạn. Thôi tiện mình quay những vị, những cây mà mình làm hôm đấy nhá. Đây. Chơi u cục đây. Côn bẹ. Và một nhược điểm nữa, nhà mình có gà. Mấy hôm nay gà nó bầu đây. Đến lọc thì gà nó bầu đây, không may là hỏng hết lộc vạ, lộc cây cảnh. Như lộc đang nhú, có nhiều cây muộn quá, tối quá mình chỉ cắt giật thôi các bạn ạ. Đây, những cây này nó hơi đẹp một chút mình uốn nhá. Đây, đây, cây giáng long đây, đấy, long thang, giáng long, đây, đều nhú rồi. Thôi mình dừng video nhá. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng, vui vẻ và ngủ ngon.